Xin chào bà con, thì tiếp tục với hôm nay á, thì mình có đến vườn của bà con nông dân thì xem 12 cây sầu riêng RI6 Moderna á, Dona và RI6. Thì bây giờ ở hiện tại ở khu vực Đắk Lắk á, thì RI6 thu hoạch đã hết rồi, chỉ còn Dona thôi. Thì cái vườn này nói chung là nông dân chăm sóc rất là tốt. Hôm nay em đến vườn quay cho con xem về cái vườn sầu riêng Dona này. Nói chung là trái rất là sai, đều, xanh và đẹp. Chúng chuẩn bị tới giờ thu hoạch rồi. Thì vườn này thì trồng sen với cà phê ghép, thì mình sẽ đi qua cho bạn xem về vườn sầu riêng này. Thì về những công tác mà chăm sóc như thế nào mình cũng hướng dẫn bà con rồi, thì bây giờ chủ yếu là mình đi quay cho các bạn con xem về cái vườn sầu riêng RI6 này. Bà con nhìn không, trái chùm rất là sai, đều và đẹp. Thì dao động bây giờ thì cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch của một số khu vực ở Đắk Lắk chúng ta, thì đang vào mùa rộ. Thì những nông dân chúng ta thì bắt đầu tiến hành bán trái rất là nhiều, thì giá thì nó cũng dao động tùy vào thị trường. Nói chung là giá năm nay có vẻ là thấp hơn so với năm ngoái, đó tùy vào thời điểm và tùy theo tháng nha. Cái này mình không biết nói trước được là giá bao nhiêu cho bà con xem và cảm khảo. Cái này là dao động tùy vào thị trường, có nghĩa là lên xuống thất thường, nên mình có thể, bà con có thể cập nhật giá ở những khu vực, những vùng và khác nhau. Giữa cái sầu riêng này bà con thấy không, nói chung là trái rất là đều, đẹp, tròn. Trong khu vực này vừa rồi thì cũng có bão nhưng mà không ảnh hưởng bao nhiêu. Trong khu vực này không ảnh hưởng bão bao nhiêu hết á. Nói chung ít cái gió gì nên trái tỷ lệ mà tước rồi cũng không có. Nên vườn này bà con nông dân không có cột neo trái bao nhiêu hết. Thì một lần nữa mình sẽ quay hết cho bọn xem về cái vườn vừa cà phê ghép, vừa sầu riêng Dona. 12 cây thôi á. Nói chung mà ri thì mình không quay cho bà con xem nha. Vì vườn này ri thì thu hoạch hết rồi. Còn chỉ còn đô thôi. Còn mấy vườn RI6 hôm trước mình cũng đã quay cho bạn xem rồi đó. Chủ yếu là giờ là Dona. Thì khu vực chúng ta để ý á, thì ở khu vực miền Tây sầu riêng nó sẽ khác so với Đắk Lắk. Miền Tây thì cây nó sẽ thấp hơn, không có cao to như ở những vùng Đắk Lắk Tây Nguyên này. Trong Đắk Lắk Tây Nguyên này con trồng sen nhiều cây ăn quả quá, nên cái chế độ mà canh tác cây cối nó sẽ cao tàn hơn so với những vùng mà trồng rạc sầu riêng. Thì vườn này nói chung là cà phê cũng rất là tốt, xanh, trái rất là nhiều. Mình quay các bạn xem á, vừa ngắm cà phê vừa ngắm sầu riêng luôn. Clip này quay rất là dài nên mà con cứ xem và để ý hết clip nha. Mình quay rất là từ từ và chi tiết cho các bạn xem. Cà phê mới ghép nên cũng đẹp á. Trong góc nào trái cũng nhiều. Thì bà con cứ để ý nha. Nói chung là ở Đắk Lắk chúng ta đa số bà con nông dân trồng sen, cà phê, tiêu, bơ. Nhưng mà rất nhiều cây ăn quả, nhiều cây tre công nghiệp khác nhau. Mình sẽ đi từ từ, nói chung vườn này cây cách cây nó cũng hơi xa nên mà con chịu khó mình quay sẽ tới từng từ từng cây. Thì con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi kênh nha. Mình sẽ up thêm một số vườn, một số cây ăn quả tiếp cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.